Hằng Du Mục ra đi tay trắng, cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn. Mến chào quý khán giả đang xem kênh YouTube tin giải trí. Cuộc chiến ly hôn căng thẳng giữa Hằng Du Mục Nguyễn Thị Thái Hằng sinh năm 1995 và chồng Tôn Bằng và chồng Tôn Bằng người Trung Quốc đã đến hồi kết. Sáng ngày 20 tháng 8, bố của Hằng Du Mục thông báo con gái đã ly hôn thành công và giành được quyền nuôi cả bốn người con. Mới đây, Hằng Du Mục đã có những chia sẻ chính thức trên trang cá nhân sau cuộc ly hôn ồn ào của mình cô xin lỗi khi đã để mọi người phải phiền lòng với những drama xung cuộc ly hôn này cô bác bỏ những tin đồn ác ý về mẹ của mình hằng du mục cũng tâm sự cái giá cô phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn nhưng bù lại cô được quyền nhận nuôi cả bốn người con cụ thể dòng tâm sự dài của hằng du mục trên trang cá nhân hôm nay tất cả mọi người thân cận bên hằng đều đã khóc khi nghe kết quả hằng tận sâu trong lòng cảm ơn ba mẹ anh chị Người thân bạn bè và các bạn fan yêu thương mà có thể hằng chưa từng gặp bao giờ đã luôn sát cánh bảo vệ và động viên. Đầu tiên, hằng rất xin lỗi vì câu chuyện của gia đình hằng đã gây rối ren trên mạng xã hội trong thời gian qua, hằng xin lỗi những người thân bạn bè của hằng đã vô tình bị lôi vào câu chuyện và phải chịu đựng những lời tiêu cực oan ức. Hằng xin lỗi khi không bảo vệ được gia đình để ai đó đem ra hạ thấp, đặt điều để làm kế ly gián. Mẹ hằng vẫn còn đấy và vẫn tốt đẹp chứ không như ai đang đồn ác ý hằng không thành công như mọi người nói hằng là một người thất bại nên mới ngồi đây để viết những dòng này cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn và hôm nay hằng ra đi tay trắng nhưng đổi lại là bốn đứa con trai là điều kiện duy nhất của hằng những đứa trẻ chưa bao giờ sai cả mỗi người đến với nhau và đồng hành được với nhau bao lâu đều cần duyên nợ đã từng tổn thương những gì hãy để lại cho quá khứ xin đừng nhắc lại và đừng tiếp diễn những tổn thương xin đừng kích động và xin ai đó đừng để mình bị kích động để rồi làm ra những thứ để bản thân mình vào hố sâu hãy dựa vào bản thân mình để sống đừng phụ thuộc ai kể cả về tinh thần hay vật chất bởi lỡ có một ngày giống như hằng hôm nay các bạn sẽ biết sự tự lập tự chủ tự do tài chính nó quan trọng nhường nào chúc cho chúng ta của sau này sẽ sống tốt và ưu tú lên mỗi ngày một lần nữa hằng xin lỗi và cảm ơn lời cảm ơn chân thành hiện bên dưới bài viết của hằng du mục nhiều người đã gửi lời chúc lẫn động viên cô sớm vượt qua được những biến cố gia đình, sớm ổn định lại tinh thần để tiếp tục làm việc và chăm sóc các con. Trước đó, ông Nguyễn Công Hảo, bố của Hằng Du Mục, đã vui mừng thông báo kết quả trên trang cá nhân, Hằng Du Mục đã được quyền nuôi hai con nhỏ và tất nhiên hai con lớn cũng sẽ theo mẹ. Mình đã bật khóc như con nít khi con báo tin. Cảm ơn đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cảm ơn toàn thể anh em cộng đồng mạng đã quan tâm ủng hộ. Đa tạ sau khi hằng du mục thông báo ly hôn thành công những người thân của cô đã có bài viết chúc mừng trên trang cá nhân thời gian qua cô phải tạm dừng livestream để chuẩn bị thật kỹ cho phiên tòa ly hôn nên sau khi hằng vừa ly hôn thành công công ty của cô đã thông báo lịch livestream mới công ty cũng chia sẻ về dòng trạng thái của hằng du mục cùng dòng nhắn nhủ hãy dựa vào bản thân mình để sống sau khi hằng du mục công khai những hình ảnh bị chồng bạo hành cô tuyên bố muốn ly hôn và mong muốn được nhận nuôi cả bốn đứa trẻ cô cũng hé lộ những rạn nứt trong hôn nhân với tôn bằng đều đến từ hai chữ lợi ích trước đó cô cũng tiết lộ đã luôn im lặng trước những hành động của tôn bằng để gia đình được yên ấm và các con bình an lớn lên hằng thấy việc hằng im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng sự khống chế và đe dọa trong những năm qua là một quyết định đúng đắn cho kế hoạch bảo vệ những đứa trẻ được lớn lên bình yên mặc dù hằng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và bản thân có thể sẽ phải đánh đổi sự an nguy thế nào hằng tâm sự